Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Manchester City với Arsenal 22 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2023, siêu cúp Anh. Ở mùa giải trước, Arsenal đã trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ để vươn lên trở thành đối trọng lớn nhất của Man City tại xứ sở sương mù. Mặc dù hụt hơi trong giai đoạn nước rút và không thể xoán ngôi đề Citizen, nhưng rõ ràng đoàn quân của Mikel Arteta đã có một mùa bóng thành công khi giành được tấm vé tham dự Champions League sau 6 năm vắng bóng. Sang đến mùa giải 2023-24, mục tiêu của pháo thủ thành London chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc cán đích trong top 4 ngoại hạng Anh mà sẽ là danh hiệu vô địch. Tham vọng của đội chủ sân Emirates đã được cụ thể hóa bằng những bom tấn mang tên Declan Rice, Kai Havertz hay Julian Timber. Với dàn tân binh chất lượng kể trên, Arsenal đã chính thức vượt qua Man City để trở thành đội bóng đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đó không giúp Arsenal được đánh giá cao cho khả năng giành chiến thắng trước Man City trong trận siêu cúp Anh sắp tới. Không phủ nhận tài năng của những tân binh mới cập bến Emirates, song sự xuất hiện của Declan Rice và Kai Havertz lại vô tình khiến lối chơi của Arsenal trở nên trệch choạc. Trong chuyến du đấu tại Mỹ, Arsenal đã hủy diệt MLS All Stars 5 bàn không gỡ, lội ngược dòng đánh bại Barcelona 5-3 nhưng lại để thua bạc nhược Man United 2-0. Mới đây ở giải hữu thường niên Emirates Cup, Arsenal đã để Monaco cầm hòa 1-1 trong 90 phút và chỉ có thể giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu 11m. Nhìn vào phong độ thất thường mà Arsenal đã thể hiện ở giai đoạn pre-season, có thể thấy huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn chưa thể tìm ra bộ khung ưng ý nhất cho mùa giải mới. Trong bối cảnh hai trụ cột quan trọng là Gabriel Jesus và Zinchenko không thể ra sân vì chấn thương, còn hai tân binh Declan Rice và Kai Havertz lại chưa thực sự thích nghi với môi trường mới, thật khó để Arsenal mang đến màn trình diễn đủ tốt để hạ gục được một đối thủ sừng sỏ như Man City. Phía bên kia chiến tuyến, Man City vẫn duy trì được bộ khung rất ổn định sau một mùa giải đại thành công với cú ăn ba lịch sử. Nếu như khoảng trống của đội trưởng UK Gundogan được bù đắp bằng Mateo Kovacic, thì sự ra đi của Riyad Mahrez không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Man City, bởi thực tế thì tiền vệ người Algeria từ lâu đã phải sắm vai kép phụ tại Etihad. Trong đợt tập huấn mùa hè vừa qua, dù huấn luyện viên Pep Guardiola đã giới tung đội hình để thử nghiệm và cũng trình làng không ít những tài năng trẻ sáng giá, song Man City vẫn thu được những kết quả khá tích cực. Cụ thể, Man City đã đè bẹp Yokohama Marinos 5-3, vượt qua Bayern Munich 2-1 và chỉ để thua sít sao Atletico Madrid 1-2. Với lực lượng gần như mạnh nhất cùng điểm tựa là những bước chạy đà tương đối ổn, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu để Citizen hạ gục Arsenal để giành siêu cúp Anh. Với kèo châu Á Man City chấp 0.75, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Man City chấp 0.75 full time. Còn nhớ ở mùa giải trước, Arsenal đã toàn thua trong cả 3 cuộc chạm trán Man City. Khách quan mà nói, Man City có thể không quá áp đảo Arsenal về mặt thế trận, tuy nhiên đội bóng của Pep Guardiola luôn biết cách vượt lên ở những thời khắc quan trọng. Tóm lại, The Citizen không chỉ đẳng cấp mà còn già dơ và bản lĩnh hơn Arsenal. Với việc đã có tới 15 lần được ca khúc khải hoàn sau 16 màn đọ sức gần nhất, Man City đích thực là khắc tinh của Arsenal. Lời khuyên dành cho người chơi là nên gửi gắm niềm tin vào Man City. Chốt kèo châu Âu, Man City thắng. Dưới thời Pep Guardiola, Man City luôn bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên. Ở chiều ngược lại, Arsenal của Mikel Arteta không hề ưa thích việc chịu trận. Với tính chất không quá căng thẳng của trận tranh siêu cúp, có lẽ hai đội sẽ cống hiến cho khán giả tại Wembley một bữa tiệc mãn nhãn và đầy áp bàn thắng. 5/7 màn so tài gần nhất giữa hai đội khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung. Tuy nhiên, việc thi đấu một trận tranh siêu cúp sau khoảng thời gian đá giao hữu, điều này làm cho phong các cầu thủ chưa được ổn định, khả năng hai đội sẽ có những chiến thuật chắc chắn thay vì chơi cống hiến. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.0 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Man City 2 Arsenal 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.